thì em đã thuộc bài học sáng nay trên trục giảng có một phần phần trò chơi rơi rơi trên tóc thầy. Vâng, đó là nội dung ca khúc bài học đầu tiên do em Thùy Linh đến từ lớp 5C thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,